Dự kiến tháng 1 năm 2021 xét xử vụ ông Nguyễn Huy Hoàng, nguyên cựu Bộ trưởng Công Thương. Dự kiến vào tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xử vụ án Nguyễn Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tài sản xảy ra tại công ty Sapeco Sài Gòn. Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hiếu Chính cho biết, dự kiến vào tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử công khai vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương và Sapeco Sài Gòn. Bị can là ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương, và Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương, bị truy tố về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự với khung hình phạt lên tới 20 năm tù. Theo cáo trạng, hành vi của Nguyễn Huy Hoàng và các bị can ở Bộ Công Thương đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước, doanh nghiệp, quản lý sử dụng tài sản doanh nghiệp gây thiệt hại thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị can Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Công Thương và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thỏa. Theo ông, việc chấp nhận cho Sapeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án được thuê đất tại khu 246 Hai Bà Trưng thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Việc phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm và giá cổ phần khi dự án có thêm chức năng căn hộ ở trên có cơ sở báo cáo Sapeco, bị can chỉ nêu trong chủ trương chứ không kết luận phê duyệt giá khởi điểm đấu giá. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra, đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Vũ Huy Hoàng đã phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong vụ án này, bà Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với bị can và ra quyết định truy nã. Phiên xét xử ông Đinh La Thăng có những bị cáo đến đây tôi mới gặp chứ không tác động gì. Từ ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ông Đinh La Thăng, 60 tuổi, từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và 19 bị cáo ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo cáo trạng, dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là dự án cao tốc đầu tiên tại miền Nam được Thủ tướng phê duyệt năm 2004. Chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải với số vốn gần 10.000 tỷ đồng. Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Bộ Giao thông Vận tải quản lý năm 2010. Tuyến cao tốc hoạt động nhưng 2 năm sau mới chính thức thu phí. Tháng 2 năm 2012, ông Thăng với vai trò là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cửu Long, tạo điều kiện cho Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An của Đinh Ngọc Hệ đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính được mua quyền thu phí. Kết quả điều tra xác định Hệ đã nhiều lần nhờ ông Thăng tác động ông Minh, do đó công ty không có khả năng tài chính, kinh doanh thua lỗ nên Hệ chỉ đạo cấp dưới báo cáo tài chính khống thành có lãi để làm hồ sơ đấu giá trúng thầu. Quá trình thu phí, Hệ chỉ đạo Công ty Yên Khánh mua phần mềm khác thay thế phần mềm thu phí của Bộ Giao thông Vận tải để che giấu doanh thu, chiếm đoạt tiền thu phí của nhà nước. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thăng đã phớt lờ quy định về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí sai phạm của ông Thăng và các cấp dưới đã giúp Hệ chiếm đoạt 725 tỷ đồng. Ông Thăng phản bác nhiều vấn đề. Trả lời hội đồng xét xử, ông Thăng cho rằng cáo trạng truy tố về mình về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí có một nội dung đúng một phần, 5 nội dung còn lại không đúng. Là bộ trưởng, bị cáo phải chịu trách nhiệm, nhưng là trách nhiệm chính trị hành chính, còn trách nhiệm hình sự thì không thể cáo buộc cho bị cáo, ông Thăng nói. Theo ông Thăng, cáo trạng nói mình là chỉ đạo xuyên suốt là không đúng bởi chỉ ký một văn bản trình Thủ tướng và một bút phê, còn lại do các thứ trưởng chỉ đạo. Với cáo buộc mình giao cho công ty Cửu Long dự án đấu giá quyền thu phí, ông Thăng tiếp tục khẳng định không hề giao mà là Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trực tiếp giao. Từ đầu tới cuối, văn bản pháp luật mà bị cáo triển khai là dựa vào hướng dẫn Bộ Tài chính về đấu giá, không thể dùng văn bản đấu giá để áp dụng. Cáo trạng nói hành vi vi phạm thông tư liên tịch 05 là không đúng
bởi đó là thông tư hướng dẫn đấu thầu chứ không phải đấu giá, ông Thăng nói tại tòa. Chủ tòa hỏi, trong việc công ty Yên Khánh tham gia mua quyền thu phí, Hệ và Dương Minh Tuấn là bị cáo có gọi điện cho bị cáo Minh để giới thiệu cho Hệ? Tôi không gọi, ông Thăng trả lời. Ông Minh có vai trò nhiệm vụ gì trong đó? Hơn nữa, việc này thuộc thẩm quyền của Bộ nên không có lý do gì mà tôi phải gọi cho Minh. Hơn nữa, tháng 8 năm 2012, công ty Cửu Long mới được giao lập dự án, không có lý do gì. Tháng 2 tôi mới gọi cho ông Minh để nói về dự án này. Về mối quan hệ với Hệ, ông Thăng cho rằng có quyền biết, nhưng ở mức độ như tất cả mọi người, cáo trạng nêu bị cáo Hệ có mối quan hệ từ trước nên giới thiệu là mang tính suy đoán, không có căn cứ, bởi có những bị cáo đến đây tôi mới gặp chứ không tác động gì. Cáo trạng nêu như vậy sai sự thật, quy chụp cho tôi. Liên quan đến thiệt hại của vụ án, ông Thăng nói rằng thiệt hại 725 tỷ đồng trong cáo trạng nêu thuộc về hành vi gian dối trốn doanh thu nên ông không có trách nhiệm, tôi chỉ chịu trách nhiệm người đứng đầu. Về phía Hệ, trả lời về nội dung cáo trạng quy kết ăn chặn tiền của nhà nước, bị cáo này nói 725 tỷ đồng thuộc quyền sử dụng của tôi, của công ty Yên Khánh thì làm sao tôi phải chiếm đoạt, công ty đã trúng đấu giá thì lời ăn lỗ chịu. Luật sư quay sang hỏi ông Thăng, nếu công ty Yên Khánh đã nộp đủ số tiền thu phí thì tiền doanh thu vượt quá 2.004 tỷ đồng, tiền trúng đấu giá thuộc sở hữu của ai? Ông Thăng trả lời, tiền thu được thấp hơn mức đấu giá thì phải chịu, vượt mức thì được hưởng, nhưng thu phải đúng theo quy trình của pháp luật chứ không phải muốn thu bao nhiêu thì thu. Đối với chi tiết báo cáo doanh thu công ty Yên Khánh gửi cho Bộ Giao thông Vận tải, ông Thăng nói dự án này đã được giao cho các thứ trưởng chỉ đạo. Hợp đồng kinh tế chi tiết và các văn bản liên quan tôi không nắm được chi tiết, ông Thăng nói. Trước đó, làm rõ vấn đề thiệt hại trong vụ án, luật sư hỏi đại diện Bộ Tài chính về việc định giá quyền thu phí là 2.004 tỷ đồng có hợp lý hay không. Luật sư cũng đặt câu hỏi với đại diện của Bộ Giao thông Vận tải được xác định tư cách bị hại của vụ án về những thiệt hại nào đã xảy ra, yêu cầu bồi thường bao nhiêu và ai là người bồi thường. Ông này trả lời, đến nay chưa biết tính thiệt hại như thế nào, chưa rõ xác định được thiệt hại là bao nhiêu nên chờ phán quyết của tòa. Trước quan điểm phải chịu trách nhiệm chính về đề án quyền thu phí dự án, ông Thăng nói, tôi không có trách nhiệm hình sự vì dự án được phân công cụ thể. Tôi chỉ ký một văn bản trình Thủ tướng, một văn bản trình Hội đồng bán đấu giá và một bút phê. Những ai trực tiếp thực hiện thì chịu trách nhiệm, tôi chỉ chịu trách nhiệm người đứng đầu. Việc quy trách nhiệm cho tôi về mặt hình sự là rất chủ quan và áp đặt. Ví dụ xảy ra tai nạn giao thông do rất nhiều nguyên nhân như uống rượu bia, sử dụng ma túy, v.v. thì làm sao có thể quy trách nhiệm cho tôi, ông Thăng nói. Tại phiên xử, ông Thăng giải thích trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải là phát triển hạ tầng giao thông cả nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Song chỉ đầu tư được 54 km đường cao tốc là quá ít nên thấy rất có lỗi với đồng bào ở đây. Dự án này được đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ. Do đó, anh em chuẩn bị cho tôi báo cáo Thủ tướng là đồng ý tiếp nhận dự án để tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án, chứ không có động cơ nào khác, ông Thăng nêu quan điểm. Trả lời của Viện Kiểm sát về cáo buộc tháng 2 năm 2012 chỉ đạo Minh tạo điều kiện cho công ty của Hệ mua được quyền thu phí, ông Thăng khẳng định thời điểm đó không biết đã được Thủ tướng chấp nhận cho Bộ Giao thông Vận tải văn bản 217 thực hiện đề án bán quyền thu phí thì không thể can thiệp. Viện Kiểm sát đặt câu hỏi là Bộ trưởng khi phát công văn trình Thủ tướng thì khi có công văn gửi ngược lại, bị cáo phải là người tiếp nhận đầu tiên chứ? Ông Thăng trả lời, tôi xin lỗi, đó là suy nghĩ của anh. Còn hoạt động của Bộ Giao thông Vận tải hay bộ khác làm sao anh biết? Nếu văn bản nào tôi cũng biết và chịu trách nhiệm pháp luật thì tất cả các cấp trưởng ở đất nước này đều đi theo tôi hết. Những thông tin tiếp theo của vụ án xét xử cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sẽ được Phạm Tuyên cập nhật nhanh nhất và trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Thân ái.